Vâng, xin chào toàn thể quý cô bác quý chị. Chào mừng quý cô bác quý chị đã quay trở lại với kênh của Công Ô Tô. Ngày hôm nay em Công lại lên sóng để giới thiệu với quý cô bác quý chị về một mẫu xe bên em mới nhập về đấy ạ. Đó là chiếc Hyundai i10. Chiếc Hyundai i10 này sản xuất 2017, bản đủ số tự động và là bản sedan 2 đầu. Sản xuất 2017 và đang có giá bán tại Công Ô Tô với giá là 385 triệu đồng. Quý các bác, quý anh chị nào mà đang tìm mua cho mình một chiếc Hyundai i10 số tự động bản sedan 2 cầu, bản 1.2 bản đủ này thì hãy liên hệ cho em Công theo số điện thoại là 0945 883980 để được hỗ trợ tư vấn cũng như là gì ạ, đặt lịch hẹn xem xe và chạy thử xe nhé. Và bây giờ thì mời quý bác quý anh chị và chúng ta sẽ xem chi tiết về chiếc Hyundai i10 này ạ. Quý cô bác quý anh chị nào mà đang xem trên kênh YouTube của Công Auto thì đừng quên ấn nút màu đỏ để ủng hộ cho salon bên em. Khi chúng ta nút màu đỏ nó sẽ hiện lên hình quả chuông, thì chúng ta sẽ bấm vào hình quả chuông đó để chúng ta sẽ là những người đầu tiên nhận video nhanh nhất, mới nhất về tất cả những cái mẫu xe bên Công Auto đang chào bán ạ. Xe đây ạ, chúng ta có thể nhìn từ mặt đằng trước của xe này, mặt ga răng đều được bọc mạ chrome cao cấp. Xe thì đèn pha của xe đây là đèn halogen phản xạ đa chiều nhé. Bốn xung quanh viền đèn pha này đều được bọc mạ chrome, đẹp mạ chrome, sáng bóng rất là đẹp luôn. Đó. Đèn gầm đầy đủ, đèn gầm đầy đủ, bản đủ 2017. Xe trang bị la răng đúc, phanh ABS chống bó cứng an toàn đầy đủ, xi nhan tích hợp trên gương, chìa khóa thông minh để nổ start stop và trang bị túi khí an toàn, khóa cửa bằng nút bấm trên tay nắm cửa. Và tất cả các tay nắm cửa đấy đều được bọc mạ chrome cao cấp. 385 triệu đồng. La răng đúc đẹp đấy ạ. Xe trang bị màn hình cũng như là diện cam lùi đầy đủ. Xe lắp 4 cảm biến lùi hỗ trợ đậu xe. Cũng như là viền đèn bên phía sau đây cũng đẹp mạ chrome cao cấp sáng bóng. Xe thì chính chủ biển Hải Dương, tư nhân sử dụng, có anten đèn báo hậu trên cao, 4 lốp còn mới, tất cả các tay nắm cửa bọc mạ chrome cao cấp sáng bóng cực kỳ đẹp luôn. La răng đúc, xi nhan tích hợp trên gương bằng một dải đèn led cao cấp, gương kính chỉnh điện, cụp mở điện. Đó. Quý bác quý anh chị nào mà đang tìm mua cho mình một chiếc Hyundai i10 bản sedan bản 1.2 này, bản đủ số tự động, hãy liên hệ cho em Công theo số là 0945 883950 để được hỗ trợ tư vấn mua bán cũng như đặt lịch hẹn xem xe. Và bây giờ mời quý cô bác quý anh chị chúng ta sẽ xem đến phần động cơ của chiếc i10 2017 bản sedan số tự động, động cơ 1.2, bản đủ 4 máy đây ạ. Logo dập chìm trên tai này của hãng đây ạ. Cao su giảm chấn còn nguyên, keo chỉ zin, nắp cabo phẳng lừ luôn, tất cả các lỗ tròn xoe nhé quý bác chị nhé. Đây ạ, đó, cao su giảm chấn còn nguyên, tất cả các lỗ tròn xoe, cabo zin nguyên bản theo xe. Đây ạ, logo dập chìm của hãng này, đó, tất cả các lỗ tròn xoe. Đây ạ, logo dập chìm này của hãng này, bên sườn xe đấy ạ. Tất cả các ốc đinh tán này nhé, còn nguyên của hãng. Đèn zin, ắc quy thì đây ạ, ắc quy còn xanh lè luôn, ắc quy rất là tốt. Đó. Máy móc thì sáng choang, tất cả các chi tiết còn nguyên bút quẹt màu của QC nhà máy này, còn nguyên bút quẹt màu, máy móc sáng. Xem thì vừa mới lấy về, mới rửa nước lã thôi, khoang máy cũng chưa dọn. Đã sạch đẹp như thế này rồi nhé quý bác quý anh chị nhé. Đã sạch như này rồi. Tất cả các thanh răng sắt xi bên dưới này thẳng tắp, còn nguyên ốc đinh tán của nhà sản xuất. Máy móc thì sáng choang. Đây ạ, từ những tay khóa này nhìn còn nguyên zin luôn, nguyên zin luôn, còn nguyên bút quẹt sơn của QC nhà máy đây. Máy móc zin nguyên bản nhé quý bác quý anh chị nhé. Máy móc zin nguyên bản luôn, xi nhan tích hợp trên gương bằng một dải đèn led cao cấp, tay nắm cửa bọc mạ chrome, khóa cửa bằng nút bấm trên cánh cửa đây ạ.
táp ly xe đây. Táp ly xe cực kỳ sần đẹp sạch sẽ này. Không hề bị bóng mờ. Không hề bị bóng mờ nhé. Cực kỳ sần đẹp luôn. Và xe thì đây ạ, gương kính chỉnh điện, cụp mở điện này. Tất cả các bậc lên xuống này đều lẹp lốc, sáng bóng rất là đẹp luôn. Ghế da zin. Ghế da zin nguyên bản theo xe nhé. Phần dưới này thì phần giữa này, này của cái ghế này là bọc giống như một lớp vải đấy ạ. Lớp vải. Ghế zin nhé, quý bác quý anh chị nhé. Ghế zin nguyên bản theo xe đấy ạ. Trần bọc nỉ cực kỳ sạch sẽ luôn, không hề bị ố bẩn hay là gì ạ, bị mờ. Vô lăng tích hợp bàn phím. Đề nổ startup đây ạ. Đề nổ startup, chìa khóa thông minh. Chìa khóa thông minh. Chìa khóa thông minh, khóa cửa bằng nút bấm. Xe thì trang bị đầu đây ạ. Đầu DVD, đầu màn hình, rồi khe cắm đầy đủ như quý bác quý anh chị nhé. Khe cắm đầy đủ cũng như là gì ạ, cam lùi tích hợp trên cái gương chiếu hậu này. Bên trong xe đấy ạ, cam lùi tích hợp trên gương chiếu hậu. Táp lô của xe đấy ạ, nhìn cực kỳ sạch sẽ nhé. Bản đủ hai túi khí đây ạ, đây một túi khí này và đây một túi khí này. Bản đủ hai túi khí. Trần thì đây ạ, cực kỳ sạch đẹp luôn. Táp ly xe đây cực kỳ sần luôn, sần đẹp. Cực kỳ sần đẹp luôn. Cực kỳ chất nhé quý bác quý anh chị nhé. Cực kỳ chất luôn. Quý cô bác quý anh chị nào mà đang tìm mua cho mình một chiếc Hyundai i10 2017 bản đủ số tự động như này thì có thể liên hệ cho em Công theo số điện thoại là 0945 883980 ạ. Đây ạ, táp ly xe đây. Cực kỳ sần đẹp luôn. Ghế phía sau này cũng vậy này. Còn ghế zin nguyên bản theo xe nhé. Còn ghế zin nguyên bản theo xe. Đây chúng ta quan sát từ phía này nó sẽ rõ hơn. Đầy đủ về hàng ghế trên đây. Vô lăng thì như đó, xe thì rất là đẹp rồi. Quý các quý anh chị chỉ cần nhấc máy lên, điện thoại cho em Công theo số là 0945 883980 thôi là chúng ta có thể đến xem xe, chạy thử và nhấc em nó về thôi. Xe thì rất rất đẹp rồi. Đây ạ. Em sẽ quay phần đuôi xe cho quý các anh chị xem. Cốp sau đây ạ. Còn sơn zin. Keo chỉ zin. Nắp cốp đít thì phẳng lừ luôn đây ạ. Đây ạ. Tất cả các chi tiết luôn. Đây cũng vậy này. Ốc đinh tán này, của nhà sản xuất còn nguyên. Ốc đinh tán của nhà sản xuất còn nguyên. Bên đây cũng vậy nhé quý các chị nhé. Ốc đinh tán của nhà sản xuất đây còn nguyên. Khoang đuôi của xe đây. Cốp hành lý thì cực kỳ rộng rãi rồi. Cực kỳ rộng rãi. Lốp sơ cua còn nguyên. Còn nguyên nhé quý các anh chị nhé. Lốp dự phòng còn nguyên. Đấy. Cực đẹp luôn. Khoang đít của chiếc xe này rất là đẹp. Đây ạ. Bốn lốp thì còn tương đối. Gương kính zin cả xe luôn. Đó. Ghế zin, cánh cửa zin, gương kính zin. Táp ly xe đấy ạ. Cực kỳ sần đẹp, không hề bị bóng mờ. Không hề bóng mờ. Keo chỉ thì zin cả xe luôn. Xe tư nhân, một chủ sử dụng, biển Hải Dương. Biển Hải Dương nhé quý các anh chị nhé. Đây ạ, khóa cửa bằng nút bấm trên cánh cửa đây. Keo chỉ đây. Keo chỉ zin cả xe. Keo chỉ zin cả xe luôn. Ghế cũng zin. Táp ly táp lô zin, xe bao không đâm đụng, không ngập nước cho toàn thể quý các quý chị luôn. Đấy. Xe thì đẹp long lanh luôn. Một chủ sử dụng từ mới 2017. Số tự động bản đủ chỉ có giá là 385 triệu đồng thôi ạ. 385 triệu đồng cho chiếc Hyundai i10 bản đủ 1.2 bản sedan.
Quý cô bác quý anh chị nào mà đang tìm mua cho mình một chiếc Hyundai i10 bản đủ số tự động như thế này thì có thể liên hệ cho em Công theo số điện thoại là 0945 883 980 để được hỗ trợ trả góp hoặc là mua thẳng hoặc là tư vấn tất cả những cái thắc mắc của quý bác quý anh chị về chiếc xe này. Quý bác quý anh chị nào mà đang xem trên YouTube của Công Auto thì đừng quên ấn nút màu đỏ đăng ký ủng hộ cho salon. Khi chúng ta nút màu đỏ nó sẽ lên hình quả chuông, thì chúng ta sẽ bấm vào hình quả chuông đó để chúng ta sẽ là những người đầu tiên nhận video nhanh nhất về tất cả những cái video khi em lên sóng giới thiệu về tất cả những cái mẫu xe mới nhất về bên nhà em ạ. Cảm ơn quý bác quý anh chị đã theo dõi video. Hẹn quý bác quý anh chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.